Còn để mà sử dụng đầu tư và giao dịch ngắn hạn là giao dịch để chúng ta thực hành, chúng ta luyện tập thao tác cho nó quen trước khi mà chúng ta vào các trận đánh lớn. Thì chúng ta cứ thực hành đánh những cái trận nhỏ để chúng ta quen. Nhưng mà cố gắng là cái đường đi của mình không phải là cố gắng bám vào ngắn hạn. Ngắn hạn thì mọi người sẽ mất rất nhiều thời gian bởi vì ngày nào phải theo dõi. Còn đầu tư trung hạn là mỗi tuần chỉ theo dõi một lần thôi. Đấy, thế nên là cái việc mà đi vào cái này, chúng ta đi học để chúng ta bớt phụ thuộc vào nó, chúng ta đi học để chúng ta có những nguồn thu nhập bớt phụ thuộc vào nó và đỡ mất nhiều thời gian.